Xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em bài 5 về phần ngữ pháp. Ở bài 5 phần ngữ pháp thì chúng ta sẽ học những phần sau đây. Đầu tiên là chấm chấm, nơi chốn, xong rồi ế, y cư, cư gư hay là cậy gư, là đi đến về cái nơi chốn đó. Trợ từ ế thì chỉ phương hướng đứng phía sau nơi chốn. Ví dụ: Watashi wa koen e ikimasu. Tôi đi đến công viên. Watashi wa mainichi chichiji hangolo kaisa e ikimasu. Mỗi ngày tôi đến công ty khoảng 7 giờ rưỡi. Ở đây có chữ golo sau chữ chichiji hang là có nghĩa là khoảng. Đứng phía sau thời gian. Watashi wa maiban kuji golo uchi e kaerimasu. Mỗi tối tôi về nhà khoảng 9 giờ. Kino doko e ikimashita ka? Hôm qua bạn đã đi đâu? Doko mo ikimasen deshita? Tôi không đi đâu cả. Tiếp theo chúng ta có chấm chấm, đế, iku, cư gư, cải gư, đi đến về bằng cái gì? Ở đây chúng ta dùng trợ từ đế chỉ phương thức. Ngoài ra trợ từ đế có thể sử dụng để chỉ về số lượng, chỉ về thời gian bao nhiêu tiếng, vân vân. Ví dụ: Watashi wa mainichi kuruma de kaisa e ikimasu. Mỗi ngày tôi đến công ty bằng xe hơi. Nếu mà mình hỏi là đến công ty bằng cái gì thì chúng ta hỏi là nan de kaisa e ikimasu ka? Bạn đến công ty bằng gì? Để chúng ta có ví dụ. A. Hồ Chí Minh Shikaga, Nha Trang Ma Đề, Nan Đế Ikimashita ka? Bạn đã đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang bằng gì? B. Hồ Chí Minh Shikaga, Nha Trang Ma Đề, Kuruma Đế Ikimashita. Tôi đã đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang bằng xe hơi. Chấm chấm. Tốt. Iku hay là cư gư, đi đến với. Ví dụ: Watashi wa sengetsu kayoku to Hà Nội e ikimashita. Tôi đã đi Hà Nội với gia đình hồi tháng trước. A. Sengetsu dare to Nihon e ikimashita ka? Tháng trước bạn đã đi Nhật với ai? B. Hitori de ikimashita. Tôi đã đi một mình. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn các em cách nói thứ trong tiếng Nhật. Đầu tiên, Gichiyobi là thứ hai, Kayobi thứ ba, Suyobi thứ tư, Mokuyobi thứ năm, Kinyobi thứ sáu, Doyobi thứ bảy, Nichiyobi chủ nhật. Cách nói và viết ngày, tháng, năm trong tiếng Nhật thì theo thứ tự là năm trước, xong rồi đến tháng, rồi đến ngày. Ở đây chúng ta có ví dụ là Nisen Niyunen, xong rồi Sangachu Niyugonichi, thành là theo tiếng Việt của mình là ngày 25 tháng 3 năm 2020. Nhưng mà tiếng Nhật là sẽ viết năm trước, xong rồi đến tháng, đến ngày. Nói cũng vậy, nên các em chú ý là tiếng Nhật là khi mà chúng ta nói hay viết là năm, xong đến tháng, đến ngày. Còn dịch ra tiếng Việt là ngày, tháng, năm. Thì bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em bài học tiếp theo. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận bài học sớm nhất.